Biên đội tàu 8004 và 8003 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã cập bến an toàn, kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ 2 năm 2021 giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Cảnh sát Biển Trung Quốc. Trong 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10, lực lượng hai bên đã tổ chức chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển có phạm vi trải dài trên 13 điểm với quãng đường 255,5 hải lý. Điểm đầu từ Đông Nam đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh, 14 hải lý đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, 48 hải lý. Phương thức kiểm tra được thực hiện theo đội hình hai hàng dọc song song ở hai bên đường phân định. Khoảng cách giữa hai biên đội là 0,5 hải lý. Biên đội tàu nước nào thực hiện tuần tra trên phạm vi vùng biển nước đó. Bên cạnh đó, hai bên đã điện đàm trao đổi, tuyên truyền đến tàu cá ngư dân quy định đánh bắt thủy hải sản trong vùng biển lân cận, đường phân định Vịnh Bắc Bộ, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Kết quả của chuyến tuần tra góp phần thực hiện tốt pháp luật quốc tế, đặc biệt là các quy định trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.